Em Ngọc Thu AutoCar xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Và ngày hôm nay chiếc Wheeljack Biturbo phiên bản số tự động của Wheeljack máy 2.0 em xin gửi đến anh chị trên khắp mọi miền với một chiếc xe rất là đẹp nha anh chị nha. Chiếc xe này không có một miếng sơn dặm nào hết. Đó. Được sử dụng một nắp thùng quận. Đó, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và chất xe thì anh chị cũng đã biết rồi, sử dụng mới có 32.000 thôi, cho nên là được gọi có thể nói là chưa nóng máy, chưa hết rô đa nữa thôi anh chị. Đó. Và mức giá thành em xin chào sân đến anh chị trong ngày hôm nay gửi đến anh chị với mức giá bán 800 triệu cho chiếc xe này. Về phần cụm đèn thì chiếc xe này được lên một viền LED ở bên trong, một bóng xenon ở bên trên, cũng như một bóng trợ sáng halogen bên trong luôn. Và cụm đèn sương mù được sử dụng projector nha anh chị nha. Đây đèn sương mù. Cầu đàng hoàng nha anh chị nha. Cụm đèn của projector. Mặt ga lăng thì cũng hơi khác với XLT một chút xíu. Thì cái form bên trên này có thể ná ná nhau, nhưng mà ở đằng trước này chúng ta sẽ có được 1, 2, 3, 4 6 con cảm biến. Đây anh chị, nó có đến 6 con cảm biến. Đó, tại sao nhiều đến như vậy? Thì cái cảm biến nhiều như thế này hỗ trợ thêm một chức năng là đỗ xe tự động trên chiếc xe này. Một chức năng rất là mới, đúng không ạ? Thì đi vào trong nội thất anh chị. Nội thất chiếc xe này có thể nói nó xem giống Wheeljack. Xem giống Wheeljack. Và cái khoang buồng lái cũng gần giống như Ford Everest nha anh chị nha. Bên này thì chúng ta sẽ có đèn cản nè, đèn chiếu sáng, tăng chỉnh độ sáng của màn hình, đèn thùng. Đó. Trên này chúng ta vẫn có ga tự động như Cruise Control, hay là thích hợp đậu xe tự động, cũng như là hai cầu. Đó. Và phiên bản này thì anh chị cũng đã biết rồi, Biturbo hai cầu điện nha anh chị nha. Và số tự động cần số nhìn hơi giống, hơi khác Wheeljack một chút xíu. Đó. Hơi khác với Wheeljack một tí nha. Hộp tì tay cũng vậy, bằng da rất là đẹp. Và phiên bản này thì anh chị cũng đã biết rồi. 6 túi khí, hai túi trên ghế, hai túi ở trụ B và đằng trước này hai túi. Đó. Thì về phần tắp lô của chiếc xe này thì anh chị có thể thấy là được may bằng chỉ vàng rất là đẹp nè. Đó, bằng chỉ vàng nha. Đó, cũng như là ở trên này chúng ta sẽ có một cái sơn tĩnh điện Wheeljack ở trên này, rất là đẹp. Và chúng ta có thêm một con cảm biến gạt mưa. Đó, cảm biến gạt mưa nha anh chị nha. Và hơn thế nữa thì sử dụng chìa khóa thông minh với nút đề startup được thiết kế ở đây giống như dòng Ford Everest như bây giờ. Đó. Thì bây giờ em sẽ bấm màn hình lên. Thì order của chiếc xe này thì đang rơi vào 32.000. 32.655 cây. Đó, bây giờ em sẽ để nổ nhé. Để nổ máy. Đây anh chị có thể thấy cho em là chiếc xe rất là ổn định nha. Rất là ổn định luôn. Còn về hệ thống tay lái thì vô lăng trên chiếc xe này được sử dụng đó là vô lăng trợ lực điện, rất là nhẹ như XLT nha anh chị nha. Ai đã sử dụng Ford Ranger XLT rồi thì cũng biết là vô lăng trợ lực điện nó nhẹ như thế nào rồi. Còn XLS thì có vẻ hơi nặng hơn một chút xíu. Còn về chiếc xe này, về phần hộp số thì chúng ta sẽ có, ở đây chúng ta sẽ có thêm tầng S nữa. Đó, tầng S thì sử dụng cộng trừ trên này. Đó, cộng số và trừ số trên này. Đó, cũng như là tầng D. Đó, và hộp số chiếc xe này rất là êm nha anh chị nha, xe không bị giật gì hết nhé, không lỗi một chút xíu nào nha. Và về dàn lạp thì bây giờ em sẽ bấm auto để lên cái phần dàn lạp cho anh chị. Thì đây, chỉ nhiệt độ đây. Em sẽ đưa về 16 độ hay là lạnh nhất đi. Đó, cái gió phà ra rất là mạnh nha anh chị nha. Rất là mạnh luôn. Đó, bên này nữa. Bên hông này chúng ta có thiết kế là lốc và mở lốc. Thì tình trạng chiếc xe này có thể nói là nó như mới nha anh chị nha. Bây giờ em sẽ đi một vòng trên cái khung nội thất của chiếc xe này để anh chị biết rõ nhất về dòng Biturbo động cơ 2.0 với số tự động
10 cấp nha anh chị nha. Số tự động trên xe này tới 10 cấp độ. Đó. Về đường bên hông thì chỗ này chúng ta sẽ có sơn tĩnh điện nằm trên này. Đó, hệ thống giải trí của chiếc xe được trang bị chiếc xe là bao nhiêu ạ? 6 loa, 2 chét và 4 loa lớn. À, ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện cho ghế lái. Đó. Còn phiên bản này thì nước sơn của chiếc xe này thì trên 100%. Và đây là một chiếc có thể nói đẹp nhất cửa hàng em hiện tại, thời điểm hiện tại. Đó. Và một chiếc xe anh chị cũng biết rồi, nếu mà một chiếc xe sử dụng trong 10 năm thì chiếc xe này chạy chưa nóng máy. Đó. Về keo chỉ thì anh chị cũng không phải ngại rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Hàng ghế sau thì chỗ này chúng ta sẽ có cái hộc đựng nước và hàng ghế sau. Thì em sẽ quay qua cái phần bên kia cho anh chị. Đó, còn về form dáng thì em nó cũng rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Còn về phần nội thất thì có thể nói là rất chi là đẹp rồi. Đúng không ạ? Đẹp và rộng rãi đó. Em sẽ giảm quạt đi xuống một xíu. Giảm quạt đi. Đó. Này sử dụng quạt bằng nút bấm hết nhá. Đó. Còn catalog của chiếc xe thì đang còn nguyên ở trong này hết nhá. Em sẽ để lại. Bỏ đây cho anh chị nhá. Bên phụ lái đây anh chị, lớp keo này đang còn rất là bóng nè, thấy không ạ? Đó, lốc và mở lốc này, tay mở cửa này. Sơn tĩnh điện nằm đây luôn. Ổ khóa thì dường như nó như một chiếc xe mới nha anh chị nha. Đó. Và dàn kính là nguyên bản hết nha anh chị nha. Dàn kính nguyên bản hết. Đó. Nhưng mà thật sự mà nói dòng bi turbo này rất ít bán trên thị trường. Đằng sau này thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 con cảm biến cũng như là cái camera lùi xe được để ở trên dấu bên dưới cái logo Ford nha, dấu ở bên dưới logo Ford luôn. Mâm thì dòng bi turbo này được sử dụng mâm 18 inch nha anh chị nha, mạ chrome ở trong viền này và sơn tĩnh điện bên ngoài. Đó, cho 5 cái mâm. Và chiếc xe này vỏ xoay cua chưa lăn nha anh chị nhá. Mới có 30,000 lăn vỏ xoay cua sao được. Đây anh chị, vỏ xoay cua đây. Đó, gai góc là còn nguyên. Đó. Cũng như phần gầm. Đó. Phần gầm đây anh chị. Rất là đẹp nhá. Chiếc xe nếu mà so sánh với mới, em khẳng định với anh chị nó 90% mới. Nó 90% với mới. Bên này thì chúng ta sẽ có viền may da xung quanh. Đó. Và người sử dụng chiếc xe này đã bọc cái trần 5D trên này rồi, nhưng mà cái kỹ thuật đóng 5D rất là ổn nha anh chị nha. Rất là đẹp. Tại sao em nói về phần kỹ thuật đóng 5D? Khi mà một chiếc xe được đóng 5D thì anh chị, đó, mình lên coi về những cái mí này. Đó, và những cái góc này. Còn cái chân 5D này được người sử dụng đóng ở chỗ nào em không biết, nhưng mà về tay nghề của thợ đóng chân 5D của chiếc xe này em rất là thích, rất là thích luôn. Khi người ta vào cái đường ron nè, anh chị có thể thấy cho em nha, cái kỹ thuật đóng 5D rất là điêu luyện luôn mới đóng được như thế này nha anh chị nha. Còn về phần cụm đèn thì chúng ta sẽ có đèn RMI nè, độ sáng nè và auto nè. Đó, em sẽ bật cả đèn cạn trên projector của chiếc xe luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến đến phần cụm đèn. Đây thưa anh chị, đây là hệ thống LED projector đây. Đó, khi nó sáng nó sẽ như thế này đây. Đó, nhưng mà thường thường những cái bóng như thế này được áp dụng trên những chiếc xe siêu sang nhiều, sang rất là nhiều. Và phần bóng đèn anh chị có thể thấy là cái dàn led được chạy xung quanh nè. Đó, một dàn led nè. Đúng không ạ? Rất là ổn.
Còn động cơ bi turbo, động cơ mới này thì có thể nói rất là êm, rất là êm. Bây giờ em sẽ mở khoang động cơ cho anh chị. Đó, dưới này thì chúng ta sẽ có bóng đèn nữa nha. Đó. Và đăng kiểm xe này dài lắm, tới 2021 lận. Đó. Còn một chiếc bi turbo khi anh chị mua mới thì em chắc chắn nó sẽ rơi vào khung giá 990 triệu, giá tỷ đồng nên vậy, giá tỷ đó. Còn chiếc xe này hiện tại em đang chào sân với anh chị với mức giá bán sử dụng với con số 32.000 thì giá bán của nó chỉ rơi vào 800 triệu. Đây anh chị, khoang máy của bi turbo đây, keo chỉ nắp capo đó, nguyên bản cho đến khung nóc trên này rất là ổn định nha. Đó, cách nhiệt đang còn rất là tốt, rất là mới đúng không ạ? Và động cơ bi turbo thì đây, nó hơi khác so với những chiếc XLT hoặc XLS, tại vì đường turbo đi vào nó sẽ có hai bi nha. Đó, đây là đường turbo của em nó đó. Và công nghệ máy mới thì có thể nói là cái cục máy này dung tích của em nó chỉ có 2 chấm thôi nha anh chị nha, 2 chấm máy dầu, nhưng mà sản sinh một công suất mã lực rất là lớn khi lên turbo kép nha. Turbo tăng áp kép có thể nói là như thế. Thanh dàn cho đến dàn điện cho đến mọi thứ như chiếc xe này thì có thể nói như thế nào, như một chiếc xe mới cho anh chị vừa mới mua về như thế nào thì nó y chang như thế nha. Khi mà đóng capo xuống có thể nói rất là êm đúng không ạ? Bây giờ em sẽ mở capo lại một lần nữa và sẽ đóng lại capo xuống, coi xem coi cái độ mà đóng capo nó sẽ như thế nào nha. Thì hai bên nó sẽ có hai cây ti nè, thì mình cầm ở đầu giữa này đúng không ạ? Và mình đóng là nó sẽ xuống. Đó, rất là chắc chắn nha. Đó. Còn về phần chỉ ở phần trụ A, đây anh chị, trụ A em sẽ quay rõ góc trụ A cho anh chị nha. Đó, đây trụ A đây, 100% sơn trên hết nha anh chị nha. Những kẽ nè, đó, xe đẹp hay không thì mình hãy coi so sánh về các kẽ nó như thế này. Còn chiếc xe này thì nó như mới rồi, cho nên là em nghĩ đó, từ phần thước lái cho đến dàn trước nè, lép nè, đó, két máy lạnh nè, hộp số nè, đúng không ạ? Rất là ổn định luôn anh chị. Thì Wheeljack được khẳng định tên tuổi từ năm 2016 và năm nay là 2020, 4 năm khi đưa sản phẩm Wheeljack ra thị trường. Đó, nhưng mà phiên bản đầu tiên của Wheeljack có thể nói là từ năm bao nhiêu ạ? 2009. Chính xác là 2009. Và đến năm 2016 mới chiều được người dùng. Đó. Và hiện tại chiếc xe này thì anh chị có thể thấy đó, rất là mượt, rất là nuột. Đúng không ạ? Mà trong khi giá đã được khấu hao rồi. Đó. Và nếu anh chị nào thích chiếc xe này hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe trực tiếp tại cửa hàng hoặc chốt trực tiếp qua số điện thoại trên, bao gồm kèm Zalo 0976124949. Và để tham khảo em, anh chị có thể add trực tiếp chi tiết Zalo, em có thể hỗ trợ 24/24 giờ cho anh chị. Và anh chị có thể truy cập vào website www.vnautocar.com trên diễn đàn Việt Nam Autocar. Và em thay mặt toàn thể anh em tại Salon ô tô Ngọc Huy kính chúc anh chị trong suốt khoảng thời gian 15 năm vừa rồi đã đồng hành cùng với cửa hàng bên em, chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều may mắn và gặt hái thật là nhiều thành công trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những chiếc xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như giá xe, phân khúc xe gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng và phân khúc xe bán tải cà phê. Một lần nữa em Ngọc Lửa Avoca xin kính chào toàn thể anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.